Cô chào tất cả các em. Cô trò chúng ta lại được gặp nhau ở môn Tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em bài 18, ôn tập cuối học kỳ 1, tiết 78. Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 144, 145. Để học tốt tiết học, các em chuẩn bị giúp cô sách giáo khoa, vở ô ly, vở bài tập, bút, thước các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Và sau tiết học này, các em cần đạt các yêu cầu sau: Ôn luyện kỹ năng đọc hiểu qua bài thơ Bố vắng nhà. Củng cố mẫu câu ai là gì, ai làm gì, ai thế nào. Ôn về dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. Nào, bây giờ cô mời các em hãy cùng cô khởi động tiết học bằng một trò chơi nhỏ nhé. Cô mời các em cùng đến với trò chơi hộp quà bí mật. Trên đây cô có 3 hộp quà và để nhận được những phần thưởng trong các hộp quà này thì các em phải trả lời được các câu hỏi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng cô đến với hộp quà thứ nhất. Câu hỏi của học qua thứ nhất là đọc đoạn cuối bài câu chuyện bó đũa trang 138. Qua câu chuyện người cha muốn khuyên các con điều gì? Các em đã tìm ra câu trả lời chưa nào? À, qua câu chuyện người cha muốn khuyên các con anh em phải thương yêu, đùm bọc nhau đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Cô chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Và bây giờ cô mời các em hãy cùng đến với hộp quà thứ hai. Câu hỏi của hộp quà thứ hai là Đọc hai khổ thơ cuối bài Tiếng Võng Kêu trang 136 và trả lời câu hỏi Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối? Các em đã tìm ra câu trả lời chưa nào? Bạn nhỏ hỏi em bé, trong giấc mơ em có gặp con cò co, lặn lội bờ sông, có gặp cánh bướm mênh mông mênh mông. Nhắn nhủ em, em ơi cứ ngủ, tay anh đưa đều, em cứ ngủ ngon, anh vẫn đưa võng đều đều cho em ngủ. Cô chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. và bây giờ là học quà thứ ba câu hỏi cho học quà thứ ba là đọc hai khổ thơ cuối bài để lại cho em trang 128 và trả lời câu hỏi chị còn để lại cho em bé điều gì tốt đẹp các em đã tìm ra câu trả lời chưa nào và câu trả lời là chị còn để lại cho em cái ngoan của chị cô chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác vậy là cô trò chúng ta đã trả lời hết được tất cả các câu hỏi và nhận được những phần thưởng xứng đáng rồi bây giờ cô mời các em hãy cùng quan sát lên màn hình các em hãy quan sát bức tranh có trên màn hình các em thấy tranh vẽ cảnh gì à tranh vẽ cảnh một em bé đang được mẹ ôm vào lòng nhưng gương mặt của mẹ dường như đang suy nghĩ về điều gì đó và trong suy nghĩ của mẹ có hình bóng của bố từ xa xa đang vẫy tay chào hai mẹ con để biết được tâm trạng của mẹ như thế nào? Suy nghĩ của mẹ và em bé ra sao? Cô mời các bạn sẽ cùng cô đến với bài thơ Bố vắng nhà. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 144-145 cùng lắng nghe cô đọc bài. Bố vắng nhà, mâm cơm mẹ nấu thật ngon, có cá, có canh, có thịt. Mà mẹ chỉ ăn qua quýt, rồi buông đũa lặng nhìn con. Hình như mẹ có gì lo, vẫn vơ mắt nhìn ra cửa. À, bé biết rồi, vắng bố, sáng vừa đi công tác xa. Mai mốt bố về thôi mà, mẹ ăn thêm cơm kẹo ốm. Ô, bữa nay mẹ trẻ con còn bẻ hóa ra người lớn cao xương sơn và để đọc tốt bài này các em cần chú ý đọc đúng các từ sau qua quýt qua quýt lặng nhìn lặng nhìn vẫn vơ vẫn vơ Hóa ra. Hóa ra. Cô mời các em cùng luyện đọc lại bài một lần nữa nhé. các em thấy bài thơ này được chia làm mấy khổ thơ à bài thơ được chia làm ba khổ khổ thứ nhất khổ thứ hai khổ thứ ba và để đọc tốt hơn cô mời các em sẽ cùng cô luyện đọc từng khổ thơ nhé cô mời các em cùng đọc với cô khổ thơ thứ nhất bố vắng nhà mâm cơm mẹ nấu thật ngon có cá có canh có thịt mà mẹ chỉ ăn qua quýt rồi buông đũa lặng nhìn con các em cùng đọc với cô khổ thơ thứ hai hình như mẹ có gì lo vẫn vơ mắt nhìn ra cửa à bé biết rồi vắng bố sáng vừa đi công tác xa các em cùng đọc với cô khổ thơ thứ ba. Mai mốt bố về thôi mà, mẹ ăn thêm cơm kẹo ốm. Ô bữa nay mẹ trẻ con, còn bé hóa ra người lớn, cao sưng sơn. Cô trò chúng ta vừa luyện đọc từng khổ thơ rồi, vậy các em có biết từ qua quýt trong bài thơ có nghĩa là gì không? À, từ qua quýt có nghĩa là ăn, làm, học một cách qua loa, sơ sài cho xong chuyện. Còn từ vẫn vơ có nghĩa là gì đây các em? À, từ vẫn vơ có nghĩa là nghĩ ngợi, đi lại, nói năng một cách không chú ý, không rõ mình muốn gì, tại sao? Bây giờ các em hãy cùng đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Các em vừa luyện đọc xong từng khổ thơ cũng như toàn bài thơ rồi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng chú Khỉ Thông Minh đi tìm câu trả lời cho từng câu hỏi trong bài nhé. Cô mời các em đến với câu hỏi thứ nhất. Bé nhận ra điều gì lạ bên mâm cơm? Ở câu hỏi này, các em hãy đọc thầm lại khổ thơ thứ nhất trong sách giáo khoa để tìm ra câu trả lời nhé. và câu trả lời là điều lạ bé nhận ra bên mâm cơm là mâm cơm mẹ nấu rất ngon mà mẹ chỉ ăn qua quýt rồi buông đũa lặng nhìn bé cô chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng bạn nhỏ đã nhận ra mẹ đang lo lắng điều gì đó theo bé vì sao mẹ lo các em hãy đọc thăm khổ thơ thứ hai và trả lời câu hỏi thứ hai nhé các em đã tìm ra câu trả lời chưa nào à theo bé mẹ lo vì sáng nay bố vừa đi công tác xa mẹ lo có chuyện gì đó cô chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng câu hỏi thứ ba vì sao bé nghĩ bữa nay bé là người lớn ở câu hỏi này các em hãy đọc thăm lại khổ thơ thứ ba và tìm câu trả lời nhé các em đã tìm ra câu trả lời chưa nào bé nghĩ bữa nay bé là người lớn vì bé hiểu được lòng mẹ và an ủi được mẹ. Cô chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Tiếp theo cô mời các em sẽ cùng chú khỉ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi số 4. Ghép mỗi câu ở bên A với mẫu câu thích hợp ở bên B. Bên cột A cô có các câu. A. Bé an ủi mẹ. B. Bữa đó bé là người lớn. C. Cả nhà thương yêu nhau. Bên cột B cô có các mẫu câu. 1. Ai là gì? 2. Ai làm gì? 3. Ai thế nào? Và bây giờ các em hãy thực hiện nối các câu ở bên cột A với các mẫu câu ở bên cột B vào vở bài tập nhé. Các em đã thực hiện xong chưa nào? Các em hãy cùng quan sát lên màn hình Xem đáp án của cô có trùng khớp với ý của các em không nhé Câu A Bé ăn ủi mẹ Cô sẽ nói với mẫu câu Ai làm gì? Bởi vì đây là câu thể hiện hành động Câu B Bữa đó bé là người lớn Cô sẽ nói với mẫu câu Ai là gì? Bởi vì đây là câu Màn ý giới thiệu. Câu C, cả nhà thương yêu nhau. Cô sẽ nói với mẫu câu, ai thế nào? Bởi vì đây là câu nói lên đặc điểm, trạng thái. Cô chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Các em vừa thực hiện nói các câu ở bên cột A với các mẫu câu ở bên cột B rồi. Vậy là các em đã ôm lại được ba mẫu câu. Ai là gì? Ai làm gì? ai thế nào rồi đấy Bây giờ cô mời các em hãy cùng cô đến với câu 5 Đọc truyện vui sao Dấu nào phù hợp với mỗi ô trống Dấu chấm hay dấu chấm hỏi Dấu chấm than Cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc Bé Hoa mới đi học lớp 1 được một tuần Ô trống Bé nói với bố có nhiều điều cô giáo con không biết đâu bố ạ à. sao con lại nghĩ thế ô trống vì thỉnh thoảng cô lại bảo các em hãy trả lời cho cô câu hỏi này nhé ô trống bây giờ các em hãy tìm xem dấu chấm dấu chấm hỏi hay dấu chấm than phù hợp với ô trống nào nhất nhé và ở hoạt động này các em cũng sẽ làm vào vở bài tập nhé các em đã thực hiện xong chưa nào các em hãy quan sát lên màn hình xem đáp án của cô có trùng khớp với ý của các em không nhé ở ô trống thứ nhất cô sẽ điền dấu chấm bởi vì đây là dạng câu kể ở ô trống thứ hai cô sẽ điền dấu chấm hỏi bởi vì đây là dạng câu hỏi và ô trống thứ ba cô sẽ điền dấu chấm than bởi vì đây là câu thể hiện cảm xúc. Cô chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Và bây giờ cô mời các em hãy cùng cố đọc lại câu chuyện một lần nữa nhé. Bé Hoa mới đi học lớp 1 được một tuần. Bé nói với bố, có nhiều điều cô giáo con không biết đâu bố ạ. À. Sao con lại nghĩ thế? Vì thỉnh thoảng cô lại bảo các em hãy trả lời cho cô câu hỏi này nhé cô trò chúng ta vừa đọc lại câu chuyện rồi vì theo các em câu chuyện này có gì buồn cười có phải là cô giáo không giỏi nên đôi khi phải nhờ các bạn nhỏ trả lời giúp cô câu hỏi nào đó không câu chuyện buồn cười bởi vì ở đây bé hoa nghĩ là cô giáo không giỏi có nhiều điều cô giáo không biết nên phải nhờ các bạn học sinh trả lời giúp cô nhưng thật ra ở đây cô giáo đang dạy học cô muốn các bạn học sinh nói ra những điều các bạn học sinh biết và các bạn học sinh suy nghĩ các em ơi như vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau thực hiện hết tất cả các nhiệm vụ học tập của tiết học hôm nay rồi sau tiết học này các em nhớ luyện đọc lại bài tìm và đặt thêm nhiều câu theo mẫu câu ai là gì ai làm gì ai thế nào và cùng đọc cho bố mẹ cùng người thân của mình nghe nhé tiết học đến đây là hết cô chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau chào tạm biệt các em